chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Thành Punasona. Trong video lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị một công trình hồ bơi rất đặc biệt nằm tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây có thể coi là một biệt phủ rất là bề thế của gia chủ khi phần diện tích cả khu nhà lên đến 1.500m² và nằm ngay tại mặt đường lớn. Nhìn từ ngoài vào thì chúng ta có thể thấy ngay được sự hoành tráng của biệt phủ này khi mà phong cách thiết kế và những chất liệu ở phần cổng và hành lang bên ngoài đều rất là được đầu tư. Những cây dừa được trồng ngay ngắn trên hành lang, cánh cổng tại đây thì được làm hoàn toàn bằng gỗ và có diện tích rất là lớn. Về tổng quan thì hồ bơi được đặt ở một khu vực khá là thoáng và rộng bên cạnh sân bóng nhân tạo. Từ trên cao chúng ta có thể thấy được diện tích của hồ bơi này là khá tương đồng so với một sân bóng futsal 5 người. Thực tế là hồ bơi này có diện tích là 10 x 20m². Đây là một diện tích rất thoải mái với một hồ bơi gia đình. Ở công trình này, chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng gạch sọc dưa với tông màu trầm lát ở dưới đáy hồ. Đây là loại gạch thường xuyên được lát ở những hồ bơi resort cao cấp, vì thế với không gian ở đây cũng mang lại sự sang trọng tương đồng. Hồ bơi này có độ sâu dốc dần, chỗ cạn nhất là 0,8m và chỗ sâu nhất là 1,5m. Đây là kích thước đã khá quen thuộc với khán giả của kênh YouTube Nam Thành. Những thiết bị tiện ích cũng được lắp đặt ở phần cạn nhất của hồ bơi. Tại đây, chúng tôi thiết kế một khu vực riêng với diện tích khoảng 2,5m², được bò đá ở xung quanh, phục vụ cho mục đích massage. Các vòi sụp massage được gắn kết thành bể sẽ tác động trực tiếp vào phần lưng và gáy của người dùng hồ bơi. Hãy tưởng tượng nhé, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta được hòa mình vào làn nước mát và thư giãn với khung cảnh xung quanh hồ bơi cũng là điều hết sức tuyệt vời đúng không nào? Thiết bị tạo sóng ngược dòng cũng được lắp đặt ở hồ bơi này. Thiết bị này tạo ra sóng rung động trên mặt nước, khiến chúng ta có một trải nghiệm đầy đủ nhất khi bơi tại hồ bơi. Điểm nhấn của hồ bơi này chắc chắn là cặp sư tử phun nước bằng đá được đặt ở phần sâu nhất của hồ bơi. Chắc hẳn quý vị cũng đoán được nó khá tương đồng với biểu tượng của đất nước Singapore, nhưng kích thước của hai con sư tử này nhỏ hơn khá là nhiều. Đây là phần tạo cảnh quan không gian cho hồ bơi và nó cũng thể hiện sự bề thế của gia chủ, điều mà chúng ta đã cảm nhận được ngay từ đầu video này. Lợi thế về diện tích đất rộng nên không gian xung quanh hành lang cũng rất được đầu tư. Bao quanh bể bơi là những hàng dừa tạo cảnh quan rất đẹp. Dừa cũng là loại cây mà nhiều chủ đầu tư áp dụng để tạo cảnh quan cho dự án hồ bơi của mình bởi vì tính năng ít rụng lá, tán cao và hơn thế nữa là nó lại mang cho chúng ta cảm giác gì đó rất là nghỉ dưỡng khi đặt cạnh hồ bơi. Gạch lát dưới hành lang là một loại gạch chống trơn cũng có nhiều những lợi ích khi mà chúng đồng thời có thể hấp thụ nước và rất dễ để vệ sinh. Những hàng ghế ở đây cũng được sắp xếp xung quanh hành lang để chúng ta có thể ngồi thư giãn, ngắm cảnh v.v. Trên hành lang còn được đặt tủ điện với công tắc ở góc khiến cho việc vận hành trở nên dễ dàng và bên cạnh đó là máy gia nhiệt hồ bơi. Máy gia nhiệt sẽ làm nhiệm vụ như một máy nước nóng, cung cấp nhiệt cho cả hồ bơi. Và vì vậy thì chúng ta có thể thoải mái trải nghiệm hồ bơi bất chấp thời tiết. Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị một công trình hồ bơi do Nam Thành thiết kế và cung cấp thiết bị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu quý vị đang có dự định thực hiện hoặc đã có ý tưởng thiết kế hồ bơi cho mình nhưng chưa mạnh dạn thực hiện và cần một đơn vị chuyên nghiệp uy tín trong lĩnh vực này hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0962 890 222 để được tư vấn kỹ càng về thiết kế, thi công cũng như là thiết bị.
Đội ngũ của Nam Thành luôn sẵn sàng ở cả ba miền, giúp quý khách tạo nên những hồ bơi hoàn hảo nhất cho không gian sống và kinh doanh của mình dựa trên ý tưởng của quý khách. Và đừng quên bấm đăng ký để xem tiếp những video khác về hồ bơi của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.